À, xin chào các bác nha. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các bác cách buộc cái nút đầu cần. Thì đây là cái nút, nếu mà bảo là trong bộ trục câu đài thì đây là cái nút quan trọng nhất, tại vì nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái trục câu của chúng ta. Tại vì khi chúng ta mà bị đứt hoặc là tuột ở cái đoạn trục này thì tất cả cái bộ trục của chúng ta sẽ bị mất hết, đặc biệt là bị mất cái phao, tại vì thường chúng ta dùng cái phao nano hoặc phao cỏ rất là đắt tiền. Thì vậy cái nút buộc ở đầu cần nó vô cùng quan trọng. Thì bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các bác cách buộc thế nào cho nó chuẩn nha. Thì đầu tiên đây là cái dây, đây là cái dây đầu cước của ta nha. Thì hôm nay tôi làm bằng cái dây dù ở màu ở cho các bác dễ nhìn. Đây là cái dây đầu trục quá nha, ta sẽ gấp lại này. Gấp lại em đôi này, sẽ quấn này, gập này, cái để nha, gấp vào này. Ngón trỏ này sẽ quấn một vòng, hai vòng đấy, sau tóm lấy cái đầu này, như vậy là chúng ta đã xong. Này thì chúng ta buộc này thì có thể chết ở đây, nó không xê dịch được. Sau đó chúng ta sẽ lấy kéo cắt cái phần thừa đi. Hơi cùn. Đấy. Sau khi buộc xong này, chúng ta sẽ lấy một cái hạt trận cho vào đây. Đó, đợi tôi chút. Đấy, sau khi buộc xong thì các bác lấy một cái hạt trận này. Sau khi buộc thắt nút xong nha, các bác lấy một cái hạt trận. Rồi, lấy mặt trận cho vào đây, kéo ra đấy. Như vậy là chúng ta đã buộc xong đấy. Thì khi này thì khi cái vòng tròn này chúng ta để dài khoảng từ dài khoảng độ 1,5 cm, 1,5 đến 2 cm. Ví dụ đây là cái đầu cần, đây là cái đầu, đây là cái cần mới tinh của tôi vừa mới mua về. Thì chúng ta sẽ buộc một thắt nút ở đây. Đấy. Bác sẽ thắt nút như này vào. Sau đó mỗi lần khi mà câu ấy, chúng ta sẽ luồn này vào đây, kéo nó ra. Làm cái này thì nó sẽ rất là đơn giản, thắt nút kéo ra kéo vào rất đơn giản, và thứ hai là nó rất là chắc chắn, không bao giờ bị sợ tuột hay là tung cái này ra sẽ làm mất cả trục. Mỗi lần xong chúng ta lại kéo này ra, rất là đơn giản.
Như vậy là tôi vừa hướng dẫn xong các bác cách buộc cái nút vào đầu cần. Nếu các bác thấy video của tôi có ích thì hãy bình luận những ý kiến đóng góp, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất nha. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video tiếp theo.